Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người hôm nay em Toàn lại lên với mọi người một cái bát tô size lớn hàng của Alita nhé mọi người nhá. Đấy, đây mời tất cả các bác xem này. Đây em xin phép là nó đang như này, em đo chiều cao đã. Đây mọi người, chiều cao của nó là 11,6 nhá mọi người nhá. 11,5. 11,5. Đây miệng của nó. Miệng của nó là lên đến 30,5 nhé mọi người nhé. Đấy, gần 31. Đây, em đo các bác xem. À 30 thôi mọi người ạ. Miệng của nó 30 nhé mọi người nhé. Mặt của nó 30. Trước này thì khá là sâu tuổi rồi mọi người ạ. Đây này, mời tất cả các bác xem này. Đấy, rất là già gốm luôn. Nó lại sâu tuổi nữa. Ở ngoài thì là họa tiết này nhé mọi người nhé. Và tiết này là vẽ kín luôn này. Đấy, ở bên trong thì là có vẽ hạc này mọi người này. Có một đôi hạc này mọi người, thấy chưa? Rất là đẹp, đứng ở dưới bóng cây tùng nhá mọi người nhá. Đây, mà tất cả các bác chiêm ngưỡng của nó. Như này thì hơi khó nhìn mà các bác, em đẩy lùi lại một chút nhá. Đây. Đấy, nó sẽ như này này các bác này. Hơi khó nhìn rồi. Đây. Đấy, nó như này nhá các bác nhá. Em bỏ cái màn xoay của em nó ra. Em đặt nó lên đây xem. Em không có sự chuẩn bị nên là nó hơi khó. Đây em để đây không? Để em tháo máy ra em quay cho các bác xem. Đấy, trước này mặt nó khá là to luôn mà cái hàng này là hàng khá là sâu tuổi rồi mọi người nhá. Hàng này rất sâu tuổi luôn. Họa tiết men lam sáng. Đây, mời các bác xem những cái vàng này là vẽ vàng nhá. Những cái chỗ này là kiểu khi người ta làm từ ngày xưa ấy mọi người. Nó rất là sâu tuổi rồi. Nó làm từ ngày xưa kiểu nó cũng còn những cái vết cháy vết nổ ấy. Nhưng mà không, nó xưa quá rồi. Nó từ thời đầu ấy làm nên là nó rất là kém. Đấy, các bác thấy chưa? Bé vàng nhá. Rất là ok luôn. Hai chú hạc. Trước này size rất là lớn mọi người ạ. Đây, em đặt nó vào cái bàn quay này, em quay cho các bác xem. Chiếc này là chuyện nó hàng trước này nhé mọi người nhé. Đấy, nó có chuyện này, có một cái chuyện đỏ này này. Hàng rất là đẹp luôn. Nó các bác nào mà chơi đồ sâu tuổi thì các bác nên sưu tầm những chiếc như này về. Đấy, bác thấy chưa, nó rất là sâu tuổi rồi mà men nó rất là già men luôn. Đấy, các bác nghe tiếng chưa, không khác gì tiếng chuông. Ôi, em Toàn xin phép kết thúc video đây đây mọi người. Nếu mà các bác nào mà ưng ý sản phẩm này thì các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.